Này, cái gì thế? Có cái đâu đấy? Tôi sang áo trông đẹp thế nhở? Tôi sang này còn khạc nguyên cách tính cờ. Trời ơi, áo trông đẹp đấy, được đấy, nhìn trông sang đấy. Chuyện thế ông có biết đây ở đâu không? Đây là chợ Tết. Đúng rồi, đây là chợ Tết. Ông hâm vừa bắt thải thôi nhá. Hâm tỷ độ, hâm ngàn độ, hâm từ châu Á sang châu Âu. Ôi trời ơi, áo gì kìa, áo mù, nhìn muốn ói. Ôi, bé bé cái bột thôi. Mắng chồng thì mắng nó bé bé thôi. Đây là chợ Tết, cô mắng thế để người ta biết hết à? Mà này, không cẩn thận thì lẹn cho cô mấy cái nhá. Cái gì? Tôi nhá. Lẹn cho tôi nhá. Nào, đánh đi. Không. Đánh đi. Ý tôi không phải là thế. Ý tôi đến lẹn là lẹn. Mình làm sao mà cứ dám đặt yêu thương lẫn công hết. Nói gì là lẹn. Ở đây trong hàng. Bao giờ tôi về, tôi cũng bán được mấy triệu trong hàng nhá. Tôi khách đi chưa? Ở đây trong hàng nhá. Ủa thế này, vừa bán vừa cho à? Mua đào vút quất đi. Vào đây anh bắn sủi cho vào đây. Hả? Vào đây. Thích cây nào anh chọn. Nữ Long Châu Nguyệt này. Anh hùng tương ngộ này, đủ các loại thế. Em chỉ đâu chứ. Mấy cái thế này mà tôi có đủ cả rồi, tôi không mua đâu. Nghĩ nhá. À, chụp ảnh nhỉ? Vâng, ơi, để anh chụp ảnh là nghề của anh. Hai đứa vào đây, hai đứa vào. Bảo sáng nhá. Rồi. Người các bạn, tiên nè. Úi giời ơi. Rồi, 1000 kiểu ảnh. Ui, quá là đẹp luôn. Thôi anh tốt bụng nhá. Chuyện anh ơi, chụp ảnh là nghề của bọn anh. Ôi. Thì cảm ơn anh nhá. Anh đưa đẹp đi. Cảm ơn anh nhá. Mình đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cảm ơn Xuân ấy làm sao được. Ê, ảnh thì có rồi. Cho anh xin 500. Hả? 500 gì? 500.000 tiền chụp ảnh. Ông ăn cướp vào ban ngày à? 500.000 tiền chụp ảnh. Người ta báo công an không? Này, cả cái chợ này đều như thế. Công an người ta không giải quyết cái việc linh tinh như đâu. Từ nãy là các cô cậu làm hỏng hết hoa của tôi rồi. 500 là còn rẻ. Ý, cuối cùng là có đưa không thì bảo. Vâng rồi. Giết người sao? Nhưng mà anh không mang tiền. Em cho anh vay 500 đi. Rồi tí anh trả cho. Tí thầy trả cho. Nhá. Mới ngày dạ gặp. Này. Cảm ơn. Này, lần sau hai đứa lại đến anh lại chụp ảnh cho. Đảm bảo rẻ hơn studio. Về nhá, mai lại đến nhá. Đấy, kiếm tiền nó dễ như thế này. Nhưng mà con vợ mình được suốt ngày lầu bầu. Này, bán được cái cây nào không? Nhiều đặt khác. Này, tiền, mấy cái việc mặt mạnh nào kêu ca. Trời ơi, yêu thế. Ơ, nhưng mà cây vẫn còn nguyên mà. Ông lấy tiền ở đâu ra đấy? Hay là giúp đỡ của tôi? Mình buồn cười thật, đút vẫn không hết, nói gì là rút. Thôi ở nhà bán hàng tôi sang nhà Bắc đứng cờ đấy.